Chào các bác nhá. Hôm nay tôi làm cái cần câu tự chế để đi câu ăn ăn về cho chim bìm bịp mồi ăn nhá. Tôi làm video từ đầu luôn. Cắt vào. Câu thì mình câu bằng lưỡi câu cá thôi. Rất là đơn giản mà, không có gì phức tạp. Cắt lại. Mùa này thằn lằn rất là nhiều. Ở khu nhà tôi bắt nhiều rồi, giờ nó ít. Câu nhiều rồi. Thậm chí có con bây giờ khôn, bỏ mồi vô nó còn bỏ đi. Rồi, ok. Lưỡi câu đây các bác. Lưỡi câu đây này. Rồi nhá, bắt đầu đi thôi. Đi thôi. Mồi. Câu thằn lằn thì mồi nhạy nhất là con này nhá. Các anh nhìn thấy con gì chưa? Con dế đấy. Móc một con dế vào và đi ra vườn luôn. Câu đấy một con thôi. Một con là đủ cho bìm bịp mồi ăn được. À, ok, đây. Các bác nhìn thấy chưa? Ở nhà đi thôi, tôi cầm máy đi. Ra khu vườn thường thì nó hay ở những cái đống ở vườn cuốc này, tôi thả đây. Ở đây có một con rồi, tôi câu nhá, các bác nhìn này. Rồi nó đã cắn rồi đấy, các bác nhìn xem. Cần đây. Ô. Nó đã đớp toi mất con mồi của tôi. Các bác chờ nha, tôi về tôi lấy con mồi khác. Đặt máy đây. Tôi lại phải móc lại con khác. Rồi. Lại nhá. Rồi đợi cho nó ngậm sâu vào đã.
Rồi giờ tôi sẽ giật nhá. Ô, trượt mất rồi. Nó lại ăn mất con mồi nữa của tôi. Phải lại thôi. Hôm nay câu đen quá. Các bạn xem video vui vui thôi nhá. Cái này là trò chơi mà. Cũng không phải là một cái gì cao siêu cả. Này, dế này. Cái lưỡi này thực ra hơi to. Còn cái lưỡi nhỏ hơn thì nãy hôm tôi để cái cần thì bị chuột nó cắn mất rồi. Các bạn nhìn này. Dính rồi. Các bạn nhìn thấy không? Một em. Để cho mình bịp mồi. Sơi thôi. Các bạn nhớ like, share, ủng hộ kênh nhá. Hôm nay tôi làm cái video giải trí thôi. Hôm nay không bán hàng gì cả. Cảm ơn các bác.